Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập ngày 17 tháng 5 2019. Các bạn thân mến, trước khi vào bài tập ngày 17 tháng 5 2019 thì cô Trang Anh có một đính chính như sau. Đó là bài tập ngày 13 tháng 5 2019 với cái câu phần sửa lỗi sai này. Thì bạn sửa lại giúp cô là câu số 3, đáp án của chúng ta là ý A. Bởi vì trong trường hợp như này chúng ta sẽ dùng là so as cộng với một mệnh đề. Còn ở đây chúng ta sẽ dùng like cộng với một cụm danh từ. Câu 3 sửa giúp cô đáp án là ý A nhé. Câu số 28 trong chuyên đề tổng ôn về phần sửa lỗi sai. Các bạn sửa giúp cô đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là ý B sai. Ước dịch là cái tòa nhà những cái ngôi nhà thời ấu thơ giống như ngôi nhà của những nhà tiên phong khác. Vậy những nhà tiên phong khác thì nó sẽ phải ngôi nhà danh từ số nhiều. Người ta dùng that thay cho danh từ số ít và người ta dùng though thay cho danh từ số nhiều. Sorry các bạn đính chính giúp cô hai câu đấy. Xong bạn chuyển cho cô sang câu 17 của chúng ta. 17 của chúng ta là bài tập về phần phát âm. Ia mình đọc tới là complete, âm thứ nhất của chúng ta là âm ơ. Ib chúng sẽ đọc tới là common, âm đấy của chúng ta là âm ơ. Ic đọc là common, âm đấy của chúng ta là âm o. Cô chọn được câu 1, đáp án là ic. Sau câu 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Câu số 2, Ia đọc là smooth, âm đấy của chúng ta là âm d. Ib đọc là pop, âm đấy của chúng ta là âm th. Ic đọc là month. Vậy cô chọn được câu 2, đáp án là ia. Xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta. Câu số 3 của chúng ta với bài tập về phần trọng âm. Âm thứ nhất chúng ta đọc thấy ta là enter, âm thứ hai cô là ơ. Trọng âm không rơi vào ơ, vậy nó rơi vào âm tiết đầu. Ib đọc là impress, âm thứ hai của cô ss, hai phụ âm đứng cạnh nhau, trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Agree, âm đầu tiên là ơ, không rơi vào ơ, nó rơi vào agree, âm tiết thứ hai, y dài. Vậy cô suy ra được câu 3, đáp án là ia. Xong câu 3 chuyển cho cô sang câu số 4. Câu số 4, ý A đọc từ đấy như sau. Từ ấy đọc là bachelor. Bachelor, âm đầu tiên của cô là mẹ bẹt, âm thứ hai là ơ, âm ba từ ơ. Cho ông không rơi vào ơ, vậy nó rơi vào âm tiết đầu. Ý B, chemistry, y dài dịch ba âm, cho ông rơi vào âm tiết đầu. Giờ chúng ta sẽ còn ý C và ý D. Ý D, ý C cũng có đuôi ồ, không ảnh hưởng. Từ ấy đọc là person. Âm đầu tiên của cô là ơ dài, âm thứ hai là ơ ngắn, vậy cho ông rơi vào âm tiết đầu. Từ đó cô suy ra được câu 4, đáp án là ý D. Xong câu 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Với câu số 5 của chúng ta là câu về phần từ loại. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ cho cô bằng từ found. Chúng ta sẽ có quy tắc như sau, đó là find something. Đằng sau nó cộng với tính từ. Tính từ ấy bổ sung nghĩa cho something. Vậy thì chúng này sẽ có là, ở đây chúng ta cần một tính từ bổ sung nghĩa cho từ lecture. Lecture là bài giảng, là danh từ chỉ vật, đúng chưa? Vậy ở đây cô cần một tính từ, xem nào. Nếu cần một tính từ thì cô sẽ xem nhá về nghĩa của câu. Chờ, câu số 5 chúng ta sẽ có ia với từ informing là danh động từ verb in. Ý A không phải nhá. Ý B có từ informative nghĩa là giàu thông tin, tính từ. Ý C của chúng ta sẽ có từ informational nghĩa là cụ thể, chi tiết nhá. Và ý D của chúng ta với từ informant là người cung cấp thông tin là danh từ. Vậy thì cô bỏ được D, cô bỏ được A, cô chỉ còn B và C. Dịch là tôi thấy cái bài giảng về vấn đề môi trường là rất là hữu ích, đúng không ạ? Cung cấp rất là nhiều thông tin. Vậy cô chọn được câu số 5 của chúng ta, đáp án là ý B. Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6. Câu 6 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng rich. Chúng ta sẽ có cấu trúc là sau rich cộng verb in, liều lĩnh mạo hiểm trong việc làm gì. Câu 6 cô chọn được, đáp án là ý B. Xong câu 6 chuyển cho cô sang câu 7 với từ concentrate on, tập trung vào. Câu 7 cô chọn được, đáp án là ý C. Bạn nên tập trung vào điều người phỏng vấn đang nói và make a real effort, cố gắng hết sức để trả lời tất cả những câu hỏi. Xong câu 7 chuyển sang câu số 8. Với câu số 8 là bố mẹ tôi cho tôi vay tiền. Nếu không thì tôi sẽ không thể trả được tiền cho chuyến đi. Therefore, do đó, do vậy, không phải. Only chỉ, nếu như. However, tuy nhiên, vậy cô chọn được câu 8 là ý B. Câu 8 ý B với từ otherwise nghĩa là nếu như không thì. Xong câu 8 chuyển cho cô sang câu số 9. Với câu số 9, bạn sẽ căn cứ cho cô essential là thức giả định. Thức giả định đằng sau verb của chúng ta phải chia nguyên dạng cho tất cả các ngôi. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của cô không thể là A, đúng không ạ? Không thể là D. Vậy cô chỉ còn B và C. Với câu số 9, các bạn sẽ chọn ý B hay là ý C. Chúng ta sẽ có như sau. Vậy câu số 9, chúng ta sẽ xem cho cô ở phía đằng trước của chúng ta. Chờ, phía đằng trước chúng ta sẽ có he, anh ta. Anh ta cần phải được phẫu thuật chứ anh ta không tự phẫu thuật được. Vậy nếu em muốn dùng ý B thì em phải chia cho cô đấy ở bị động, tức là phải nó to be operated. Nên ý B chúng ta không chọn, chúng ta chọn được đáp án là ý C. Câu số 10 của chúng ta đó là hình thái của hỏi đuôi. Với câu số 10 chúng ta sẽ có như sau.
với câu bắt đầu bằng Don't Break Me Down, tức là câu mệnh lệnh, thì hỏi đuôi của chúng ta sẽ là When You. Xong câu 10 chuyển cho cô sang câu 11. Jane không có ở đây khi tôi đến. Tôi cho là cô ấy chắc là quên về việc. Đúng không ạ? Tôi sẽ tới. Vậy câu đấy của chúng ta mang đến chất suy luận thì cô chọn được 11 là ý A. Người ta dùng must have cộng verb P2 cho những suy luận hợp lý trong quá khứ. Người ta dùng can't have cộng verb P2 diễn tả một điều không thể đã xảy ra vì có căn cứ cơ sở rõ ràng. Sau câu 12 chuyển cho cô sang câu 13. Câu 13 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng for. Sau for am chúng ta sẽ có for, cô sẽ chia câu đấy hiện tại hoàn thành. Cô chọn được 12, đáp án là ý C. Sau câu 12 chuyển cho cô sang câu số 13 của chúng ta. Câu số 13 chúng ta sẽ có là cái việc mà mặt trăng dường như lớn hơn ở phía chân trời hơn là nó ở trên đỉnh đầu chỉ là, đúng không ạ, chỉ là ảo ảnh thôi. Vậy thì câu số 13 chúng ta xét như sau. Chúng ta có động từ appears, động từ nhất. Đằng sau cô sẽ có y là động từ thứ hai. Vậy thì câu này cô sẽ dùng mệnh đề danh từ. Cái việc là cô dùng that, đúng không ạ? Xong câu số 13 chuyển cho cô sang câu 14. Với câu 14 người ta không dùng therefore đi về up sẽ là tính từ. Người ta phải dùng therefore chủ ngữ verb, ý A sai rồi, đúng không ạ? However cộng với tính từ. Sau however cộng với tính từ nhá, đúng không ạ? Thì nó phải cộng với chủ ngữ verb. Vậy thì cô cũng sẽ không chọn ý B, nó đang là verb chủ ngữ. Vậy cô sẽ còn C và D. C và D chúng ta sẽ có công thức như sau, đó là sâu cộng với tính từ cộng động từ cộng chủ ngữ cộng that. Sâu cộng tính từ cộng động từ cộng chủ ngữ cộng that thì cô 14 cô chọn được đáp án là ý C. Đấy chính là đảo ngữ của sâu that. Xong câu 14 chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta, đó là câu về phần từ vựng. Người ta chỉ ra rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, đúng không ạ? Vì sự ổn định của cuộc sống trên trái đất. Ý A của chúng ta từ responsibility nghĩa lẽ là trách nhiệm. Ý B reservation nghĩa là đặt chỗ trước. Ý C của chúng ta nghĩa là sự bền vững, sự ổn định. Và ý D của cô là sự thanh lọc. Vậy cô chọn được đáp án là ý C. Sau câu 15 chuyển được cô sang câu 16. Tom và Tori có rất nhiều điểm chung. Đây là câu về phần cụm từ cố định. Chúng ta có cụm từ như sau, đó cụm từ have something in common, có điểm gì nói chung. Vậy cô chọn được câu 16 là ý A. Sau câu 16 chuyển cho cô sang câu 17. Câu 17 cô sẽ công thức spend time cộng verb in, dành thời gian làm gì. Cô sẽ căn cứ cho cô bằng cross, nó phải dùng với động từ là do, là một cụm từ cố định chơi ô chữ. Sau câu 17 chuyển cho cô sang câu 18. Câu số 18 cô sẽ có câu này như sau. Xe buýt đúng ạ, đến trễ nhá. Xe buýt đến muộn, vì vậy mà tôi suýt nữa thì nhỡ máy bay. Ý D từ entirely là toàn bộ, immediately ngay lập tức. Rarely hiếm khi, vậy cô chọn được 18 là ý A. Chợ 18 ý A của chúng ta nghĩa là gần như, suýt nữa thì. Sau 18 chuyển cho cô sang câu 19. Có ổn không nếu tôi sử dụng xe máy của bạn? Chợ làm ơn hãy chấp nhận nó với tất cả cái sự, đúng không ạ, rộng lượng của tôi. Nhờ, hãy đón nhận nó với tất cả những lời chúc tốt đẹp của mình, ý A không phải. Chợ ý B, xin lỗi không, tôi sẽ không làm thế, ý B không phải. Chợ, tôi không muốn sử dụng xe đạp của bạn, ý C không phải. Vậy đáp án sẽ là ý D, sure, chắc chắn rồi, cứ lấy đi. Xong 19 chuyển cho cô sang câu 20. Tôi nghĩ rằng nghe nhạc khi học là tốt. Sorry, xin lỗi nhưng mà tôi không đồng ý với bạn. 20 chúng ta chọn đáp án luôn là ý A. Ý B, I'm sorry, I couldn't agree more. Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý hơn nữa, tôi hoàn toàn đồng ý, ý B không phải. Neither, tôi cũng thế, tức là cũng không nhá. Khi người ta dùng neither nghĩa là cũng không. Mà đây người ta không, ở cái câu ban đầu người ta không có cái gì thể hiện cũng không cả. Vậy cô không chọn ý C. Ý đây là tôi không đồng ý, nhưng mà đằng sau là you can't say that again, lại nghĩa là bạn, tôi hoàng à gì nhỉ? You can't say that again nghĩa là hoàn toàn đồng ý. Vậy thì ý D của chúng ta không được rồi. Xong câu 20 chuyển cho cô sang câu 21 của chúng ta. Chứ nếu như câu 21 gì cả, nếu như điều đó được thực hiện ở quy mô quốc gia, chúng ta có thể xóa bỏ được cái bệnh truyền nhiễm này. Ý A từ establish nghĩa là thành lập. Chứ retain nghĩa là giữ, nhờ maintain là duy trì. Vậy cô chọn ý D. Từ white out bằng từ ý nghĩa là loại bỏ. Xong câu 21 chuyển cho cô sang câu 22. Bạn không cố gắng, đúng không ạ, để mà gợi ý. Câu số 22 dịch câu đấy là bạn đã không cố gắng đề nghị tôi lên nhắm mắt. Bạn không cố gắng đề nghị nên tôi nhắm mắt làm ngơ và quên tất cả điều đó. Vậy có cụm từ turn a blind eye nghĩa là gì ạ? Nghĩa là làm ngơ đi, phớt lờ đi. Ý đây từ pray for nghĩa là gì ạ? Ca tụng, đúng không ạ? Investigate, điều tra. Criticize for nghĩa là chỉ trích. Vậy cô chọn được 22 là ý C.
Ok, các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn từ câu số 23 trở đi. Cô xin phép ngắt sang phần video tiếp theo nhé.